Havana Retreat, ốc đảo xanh nơi núi rừng Đại Ngàn. Tọa lạc tại vị trí đắc địa giữa núi rừng, bao quanh là núi non hùng vĩ, đến với Havana Retreat, du khách sẽ cảm nhận được sự quyền quý, sang trọng, xen lẫn vẻ đẹp truyền thống vốn có của người dân nơi đây. Thiết kế tường đất và mái lợp lá cọ khiến Havana nhìn từ xa giống hệt như một bản làng nhỏ, nằm lẩn khuất giữa màu xanh của núi rừng. Khi đặt chân đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của người dân tộc Thái đen, được thư giãn, đắm mình vào khung cảnh rừng núi thiên nhiên hùng vĩ. Resort cung cấp tổng cộng 36 villa cùng đa dạng hạng phòng khác nhau, trải dài theo sườn núi, mở ra khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, tràn ngập ánh sáng của núi rừng Tây Bắc. Là hạng phòng phổ biến tại resort, các phòng Bahia Mountain Suite có không gian thoáng đãng, nội thất cao cấp và tiện nghi với giường đôi cỡ lớn hoặc hai giường đơn. Điểm đặc biệt tại đây đến từ chiếc ban công rộng 36m², thích hợp để thư giãn trong điều kiện thời tiết khô ráo, được bày trí với ghế sofa rộng và bàn ăn nhỏ xinh cho hai người. Các căn Lantana Mountain Bungalow 2 phòng ngủ được thiết kế hài hòa với thiên nhiên cùng với ban công xinh xắn nhìn ra vùng thung lũng yên tĩnh trước mắt. Đồ trang trí và nội thất được lựa chọn tỉ mỉ, hài hòa với thiết kế chung của phòng. Mỗi phòng đều có bồn tắm riêng với cửa kính rộng, trong suốt, mang lại cảm giác thư giãn tuyệt đối giữa thiên nhiên. Nằm trên triền núi là các căn Ferns Grand Mountain Suite, đồ nội thất được chăm chút, lựa chọn kỹ lưỡng, phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế và sang trọng. Hệ thống cửa kính mở rộng và kéo dài từ sàn lên đến chân nhà, giúp căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, ban công cũng được bố trí một bàn ăn xinh xắn cho các nhu cầu ăn tối riêng tư và lãng mạn. Senna Hilltop Pool Villa 1 phòng ngủ. Villa có phòng ngủ lớn nối liền với phòng khách thoáng rộng, nhìn ra ruộng bậc thang và thung lũng bên dưới. Phòng tắm sang trọng với bồn tắm và vòi sen đứng riêng biệt, có cửa kính mở ra khung cảnh thiên nhiên bên ngoài. Senna Hilltop Pool Villa 2 phòng ngủ là căn villa có diện tích rộng nhất và quyến rũ nhất của Havana Retreat. Cả hai phòng ngủ đều có cửa kính mở rộng ra không gian bên ngoài, nhìn ra bể bơi riêng, ruộng bậc thang và thung lũng. Villa có thiết kế trang nhã, với phòng khách và hiên tắm nắng rộng. Tới đây, du khách sẽ có những phút giây nghỉ dưỡng đúng nghĩa không thể nào quên. Không chỉ sở hữu hệ thống phòng nghỉ hiện đại và đầy đủ tiện nghi, Havana Retreat còn tự hào đem đến cho du khách hàng loạt các dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn 5 sao. Nhà hàng Green Chili với lối thiết kế đơn sơ, mộc mạc cùng thực đơn đa dạng sẽ là điểm đến không thể bỏ qua với các tín đồ đam mê ẩm thực. Toàn bộ nhà hàng đều lắp cửa kính để du khách có thể vừa dùng bữa, vừa thưởng thức cảnh quan xung quanh nhà hàng, tạo cảm giác đắm chìm vào thiên nhiên. Havana Retreat cũng là nơi có tọa độ săn mây đỉnh của chóp. Với không gian mở cùng tầm nhìn 270 độ bao trọn khung cảnh núi rừng, bạn có thể vừa săn mây, vừa đắm mình trong làn nước xanh vắt tại bể bơi vô cực của khu nghỉ dưỡng. Đừng quên ghé qua đây để sở hữu những bức hình check-in cực kỳ xịn sò nhé! Orchid Spa nằm men theo con suối là nơi cung cấp cho du khách những dược liệu cao cấp nhất, kết hợp với những bài thuốc cổ truyền xen lẫn với hiện đại, mang đến sự thư thái cả về thể xác lẫn tâm hồn. Không gian yên tĩnh tại Orchid Spa cùng với lộ trình chăm sóc da chuyên nghiệp sẽ xua tan mọi ưu phiền và mệt mỏi của du khách. Với những gì mà Havana Retreat sở hữu thì đây hứa hẹn sẽ là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời cho bạn và cả gia đình trải nghiệm. Đừng quên ấn like và subscribe để xem thêm những video thú vị về trải nghiệm du lịch của Tico Travel nhé!